nơi này là nơi duy nhất connect giữa hai thế giới, cõi người và cõi trời, rất là hiện thực. Nhìn tất cả đệ tử Hòa Thiên áo vàng, áo tròn blue màu vàng quá không, trời ơi, giống như trên thiên đàng vậy. Cái này là thiên đàng hạ giới là đẹp như vậy đó. Nên chờ mình dọn mấy cái bàn trống trống ra mình chụp hình y như vậy, cô tiên không à, tiên nữ hết chứ. Ai có mặt hôm nay là được về trời hết, tại vì biết đạo sớm. Chúng ta là những người ở đây biết được sớm hơn tất cả, có phước hơn những người ở dưới núi, họ có hiểu. Hồi nãy cha đã nói, cha ban phước hết cho tất cả những người có mặt ở đây, hiện diện ở đây. Mình vô đây nè, cái cảnh này bự nè, mình đứng đây cái mình chụp hình hết đi. Nhớ lại này, ngày nào ngày xưa, hồi chưa biết mình là ai, nhưng mà biết cơ thể mình nó không giống như người bình thường ấy. Thì cái này cũng biết, nhưng mà mình đang nói đến cái đoạn mà nãy thù nói một thằng bé qua Mỹ vượt biên mười mấy tuổi học tiếng Việt không rành. Hello. Hello. Tiếng Việt không có rành, cũng chả biết trời đất là gì hết. Vậy mà hôm nay mấy vị nắng hộ hồn đi trong núi thì nắng về cái hướng Thiên Việt là hướng về bên đời đúng không? Còn mấy vị sư phụ đang đứng đó thì nắng về hướng bên đạo. Cho nên mấy đứa con mới có một sư phụ ngày hôm nay nửa đời nửa đạo. Đời không á thì cũng không được, mà đạo không á thì không có giúp được dân cơm no ấm. Cho nên cả hai bên huấn luyện thiên tướng kiệt này, tất cả những chư vị đứng ở đó đều là những ân sư, những thầy của sư phụ dạy. Sư phụ không có thầy ở thế gian, mà thầy trong cõi vô hình không. Thì những chư Phật dạy về đạo và hiểu về xuất thế gian, không gian, vũ trụ quan, thì thù mới biết được đời sống ở trên cõi thiên đàng như thế nào. Thù mới nói lại những sự thật mà kinh điển nói chưa có đủ. Kinh điển cũng có nói nhưng mà nó chưa có hết. Nào có nước gì không? Có cái tay tắt không? Bảy cổ rồi. Nào có chơi tắt không? Ngồi một cái chuyện của thằng bé không có nhiều chữ nghĩa mà hôm nay như vậy. Nước Việt mình là có phước. Con có thấy mấy con có phước không? Rồi có một cái đạo cha ban xuống thì mình tưởng đâu là cái đạo sau này là xong. Bây giờ cha lại thương nước Việt, chư Phật lại thương nước Việt, cho thêm một chiếc đũa nữa về phần đời, để mà đó gọi là Thiên Việt, để gom tụ những anh tài trên thế giới 6 triệu chim hiền mau trở về để mà xây tổ ấm. Đó là nhiệm vụ của 6 triệu chúng ta đi khắp hải ngoại, để đi về nước Việt, để mà lo cho một nước Việt có Phật Thánh Tiên hạ phàm, có một cái đạo ra đời tại đó. Đó là người Việt sáng lập một cái tổ chức, một cái hội tụ quân hùng, gọi là hội tụ quân hùng. Hỏi anh tài, hỏi anh tài là gì? Hỏi anh tài mà trong kinh điển của Đức Thầy các chư vị thường nói, kinh Phật có nói, đó là hội Long Hoa đó.
những người tài hiền đức. Thì thế giới 6 triệu người sẽ có những người tài hiền đức, họ sẽ gia nhập thiên việt, có lòng yêu nước. Họ không có muốn thành thánh, họ cũng chẳng có muốn về trời, họ chỉ muốn làm thần để mà trị tội, để mà làm cho những cái ác trên thế gian này trả lại sự công bằng, trả lại cơm no ấm cho 100 triệu người Việt, con cháu Hùng Vương Âu Cơ, con rồng cháu lạc, Lạc Long Quân Âu Cơ, dòng giống Lạc Hồng, hiển hách quan hùng trở lại. Còn bây giờ là hèn với yếu, với nhát, với tham. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên việt này để trừ ma. Mở ra thiên tâm đạo trừ ma, giờ mở ra cha, mở ra thiên việt kỳ này. Bây giờ là những đứa đệ tử theo thụ lâu nay đã hiểu, chú hồ cũng như các con thôi. Đến lúc nào cha kêu đứng thì hồ đứng, cha kêu ngồi thì hồ ngồi, chú quẹo thì hồ quẹo. Cả thiên việt thì hồ cũng đâu có biết. Bữa ngồi nhập thất 2 tuần á, nó mới ra cái thiên việt. Rồi sẽ sửa ép nhập thất nữa, nãy cha mới nói. Cha hôm nay mặc áo long bào màu xanh, có mấy vị cổ Phật xuống, nãy rất là đông ở trên đó. Như là khách bạn đặc biệt của cha vậy đó, mà Phật nghe. Cổ Phật ở dưới này là đông lắm, muôn trùng. Những cái gì mà mình viết trên cái bảng đó là hơn nữa, mới dễ hơn nhiều như vậy. Người thế gian mình là một buổi lễ này, nhưng mà cũng là một cái nơi để mà các chi vị có cơ hội để mà gặp nhau nữa, không hiểu không? Cho nên đây là một cái điều cao quý và hân hạnh của tất cả các đứa con họ Thiên. Hôm nay, hai bữa nay chuẩn bị, người có công nhiều nhất thù thấy là Trinh, rồi mấy đứa con, rồi ở đây Thiên Hải đâu nữa nè, Ngân, Tấn, Vân nữa, mấy con vòng vòng gần lo. Mà hy vọng xong bữa nay mấy đứa nào đừng bệnh nha. Hồi bữa nay cũng khô cổ, ngày hôm qua không có đội nón đi mưa, yếu yếu. Chỉ có nơi này là nơi duy nhất mà mình vừa lễ cha đứng đó, sư phụ và những vị ở đó sư phụ tiếp xúc được. Cha hồi nãy cũng có dặn dò, điều thứ nhất, đường đi chưa có tới bến, lâu âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khinh. Sư phụ có cái định lực tu tập, sư phụ rất là nhẫn nại. Còn các họ Thiên có đứa cốt cũng là cốt Thiên, rồi xuống đây định lực tu tập chưa có, cứ nôn nóng mong chờ. Nó đâu phải giống như là mong chờ ngày từ phút đâu, phải nhẫn nại. Cha nói đứa nào mà không giữ vững lòng tin á thì rất là khó đó. Cho nên đã tin rồi, đã là thiên tâm rồi, là nhất định tuyệt đối phải tin và phải gán nhẫn nại mà chờ. Chuyện trời Phật làm á, nó không có giống như người phàm làm, nó đi ngược lại với những người phàm làm, nó không có giống như mình mong muốn. Tại sao những người ác họ vẫn chiến thắng? Vậy cho con hỏi, trong cơ thể con á, con bị mục nhọt hay là bị ghẻ gì đó mẫu, mình cũng mong cho nó ấy để mình mẫu cho nó xong á, thì nó cũng giống vậy đó. Cho nên mình không có theo cái ý mình được, tại vì mình hiện giờ đang quá khổ. Thì mình cứ cái gì cũng thấy lâu nhất là người bên Việt Nam á. Giờ kêu họ mà đọc kinh địa mẫu chắc khó lắm. Bao tử kêu rột 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 sao đọc nổi. Tội nghiệp. Chúng ta ngồi đây á, có phước hơn những người bên quốc gia chúng ta nhiều. Nhưng mà chúng ta là những người duy nhất có thể giải cứu được 100 triệu người ở trong quốc nội. Chúng ta có cây cưa, 6 triệu người có 6 triệu cây cưa, cưa đứt cái công, cái gông kìm sắt của nước Việt gây khổ Trung Cộng.
hỏi thể chế vô thần các Mác Lênin, đó là ma quỷ. Chỉ có người hải ngoại mới có làm được, đó là lời trên nói, ai tin không tin thì thôi. Tại vì Thượng Đế đã đưa 6 triệu người ra là nhiệm vụ cái đó, người trong nước không thể nào làm được. Và người ở trong tù làm sao mà cưa được cái song sắt. Ngày xưa khi mà Thụ được dạy, mấy vị nói như vậy, Thụ nghĩ ủa mình ở đây số lượng cũng rất là ít mà cũng không có đoàn kết, làm sao mình làm được. Bây giờ mấy con thấy họ ở tù, họ bị chuồng cọp, họ bị cho ăn chất độc. Bà con dòng họ mình, họ không có tiền cho nhà thương, họ dục ra vỉa hè, chờ chết, bệnh ở nhà uống thuốc nam, uống bạc hà núi, chờ chết, chết lần chết mòn, thiếu dinh dưỡng cũng chết, cái gì cũng chết, nứt đẻ ra không có sữa cũng chết, bệnh tật cho nhà thương, không có tiền đút lót gì vậy ta, bác sĩ nó cũng bỏ cho chết. Thì ở trong cái nhà tù song sắt, chúng ta 6 triệu người hải ngoại, mỗi người cầm một cây cưa để mà cưa những cái song sắt này, thoát gom cùng của Trung Cộng. Cô là Bồ Tát sống có từ bi, không có hận thù. Bài sớ, mỗi lần thường lễ Thụ viết bài sớ chỉ là nãy ngồi ở đây 10 mấy phút viết, cho nên viết bằng điển, viết bằng cái tâm chân thành, không có viết soạn trước, cho nên những cái lời tuy nó không có suông hay là này nọ, nhưng mà đó là lời thật, đó là thường mấy vị thích là lời thật, không có văn hoa nữa. Hồi được huấn luyện về đạo những năm đầu, thời gian gần đây mấy vị Hồng Liên Sông Núi huấn luyện về đời, đời là về chính trị, cách tổ chức, cách chiêu nạp nhân tài để mà lập hội Long Hoa, hội nhân tài. Bởi vì ngoài kia đâu phải dễ nói chuyện để cho những bác HO tin là sư phụ là người có sứ mệnh lãnh đạo quốc gia đâu. Nếu mà họ có chiến đấu, họ có tranh đấu kiểu nào, họ cũng chẳng có minh chủ để mà dẫn đầu. Rồi đến một ngày họ cũng đi xuống ba tấc đất đem theo những cái kiến thức, rồi họ uổng phí một đời người là vì cái chấp của họ. Cái này cách đây khoảng một năm ngoái, có những gì lớn dạy là Thái tử bớt có ca karaoke trên mạng để cho mấy ông già này bớt chấp, không chứ để Phật tử bớt chấp. Tại họ chấp lắm, họ chỉ muốn thiên tử như cục đá vậy đó. Thiên tử trên trời có 10 tuổi à, chúng này cũng phải vui chút mà, đâu có phạm giới đâu. Thì nghe lời mấy vị lấy hết mấy cái cà cà lên, tí mình cái dở nhưng mà tâm hồn mà vui phải không? Thì ok đi, cái không sao gì. Nhưng mà cái quan trọng là chỗ này, khi mà họ chấp á, họ sẽ mất đi một đời người, uổng đi một cái duyên đời này gặp Phật sống, và uổng đi một cái nhân tài để mà góp sức cho nước Việt. Rồi họ mang xuống mồ, họ đi xuống địa ngục, họ không có được về trời. Tại vì họ cũng có làm tội nhưng mà họ không biết tu. Những người không biết tu á chấp dữ lắm. Cho nên sư phụ, về phần sư phụ dẫn, mỗi một bước đi, mỗi một ngày xảy ra đều có những nhân tài tự nhiên xuất hiện để mà giúp. Đó là lời mấy vị dạy. Khi mà sư phụ bước đi một cánh cửa này thì có những cái người đó sẽ giúp, sẽ giúp. Còn những cái người mà tối ngày cứ quan sát rồi coi chân coi cẳng rồi coi nút ruồi coi mục mụn rồi coi tóc bạc rồi coi tướng khỉ này nọ, thì những người đó họ đều là người có tài có học thức. Chúng ta cần họ, dân tộc Việt Nam cần họ, nhưng mà vì họ không có hiểu cho nên họ bị chấp. Thì mấy vị nói về phần Thái tử thì Thái tử không có bị gì. Tại vì cả 100 triệu nước Việt. Hello. Ngược. Nói. Đây hết pin nữa. Nó ai có cái máy. Rồi hết pin.
Này có microphone nhỏ. Có microphone nào? Xin lỗi nha, 5-6 năm nhưng mà đồ nghề vẫn là đồ dởm. Không có được vàng giá như là Thúy Nga, Paris phải không? Này có 400 bạc à, đi đâu cũng sách cà to. Về miền Nam Cali cũng sách, qua Houston cũng sách. Đó nó gọn chứ không phải gì hết á. Chứ mình cũng chẳng có ban bệ. Mấy đứa đệ tử nó hiểu chuyện thì nó quay phim bằng cái máy iPhone thôi. Làm room xe ban vậy, nhưng mà thật sự chẳng có tốn tiền gì hết á. Nhưng mà công đức tràn đầy. Tất cả hồi thiên lớn tuổi như nhỏ tuổi nên tạo Facebook để mà độ chúng sanh. Hôm nay mấy con ngồi đây á, là đó cha với mấy chư Phật ngồi gần đó. Chứ thế giới này không có mấy cái vụ này á, không phải dễ đâu á. Power off. Power on. Karaoke mode, master mode, professional mode. Alo. Hôm nay mình đã diện kiến được chư Phật, cha thượng đế, mẹ, nhạc phụ Long Cung. Tuy là mắt mấy con người trần mắt thịt không thấy, nhưng mà mấy vị đứng đó khấn cái gì, nghĩ cái gì mấy vị nghe hết. Rồi cha hồi nãy có nói sư phụ là blessing, tức là gia hộ cho hết tất cả những người hiện diện có mặt ở đây. Rồi ngoài này thì tất cả những vị Bồ Tát, ngoài kia những vị thần, không thiếu gì nào hết. Chỉ có một nơi duy nhất, đó là Thiên Long Sơn có khả năng đó. Nơi duy nhất có thiên tử làm những buổi lễ như này. Những gì thì Hòa Thượng lỗi lạc cũng không ai dám làm, cũng không có khả năng làm. Nên nhớ. Thì khi các con biết như vậy, nếu con người của mình đã là hậu thiên, đã mở lòng từ bi bác ái, thì đi độ những người xung quanh. Và đồng thời mình độ cho anh em mình, chồng mình hoặc vợ mình. Nếu ngược lại, con trai thì độ vợ, gái thì độ chồng, độ bạn bè. Bằng cách bình thường mình không có nên nói chuyện về thiên tâm nhiều cho họ, vì họ không có hiểu, họ chắc dữ lắm, họ không có đủ phước. Muốn cho họ có phước thì mình phải dùng Facebook. Rồi á, tuy là sống chung nhà nhưng mà đừng nói chuyện, dùng Facebook nói chuyện qua chuyện lại, độ họ. Rồi đến khi mà họ từ từ họ hiếu kỳ, họ hiểu rồi đó, thì lúc đó đó mình cứu được những người thân của mình, và đồng thời mình cũng tạo công đức với cha với chư Phật. Là vì chiếc thuyền Bát Nhã chở 80 tỷ người cũng được, mà bây giờ thuyền Bát Nhã các con ngồi đây khắp nước Mỹ chừng 5-7 nghìn người đệ tử hội thiên. Ở Việt Nam âm thầm khoảng 20-30 triệu người. Chiếc thuyền Bát Nhã cũng vẫn chưa có khẳng. Mình phải cứu cả 100 triệu, và đồng thời mình phải loan rộng ra những người ngoại quốc Mỹ nữa. Thì càng lẽ càng tốt. Cái vụ một đời này là khi thế giới vô thần không còn tồn tại, cái vụ đã đi về trời, không về quả địa cầu nữa. Hồi nãy cha có nói, con còn đi những cái thành tinh khác để mà lập đạo. Những cái thành tinh đó rất là xa, không phải là trái đất. Nãy cha mới vừa nói về chuyện vô. Thầy vô thường nói là vô không về trái đất này nữa. Nhưng mà chưa gì là cha đã nói trước, con về trả tiền rồi con sẽ đi những cái nơi khác để mà lập đạo. Những cái nơi kia họ không có đạo. Ở ngoài kia có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đó là Kinh Phật nói. Nghĩa là 3.000 thành tinh, 3.000 loại người khác nhau. Chỉ có quả địa cầu này quá khổ. Cho nên sư phụ mới ngồi hôm nay ở đây. Nhưng mà mỗi một cái nơi á, là Thượng Đế chấm một cái chỗ để mà làm trung tâm, giống như làm lãnh sự quán vậy, giống như làm tòa đại sứ vậy đó. Thì nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc vậy đó, nước Việt Nam là nước được chọn cho cái quả địa cầu này. Có Phật Thánh Tiên hạ phàm, Phật đâu thì cũng có quỷ đó. Thì cho nên người Việt Nam mình là người lạ nhất toàn cầu. Không đoàn kết nè nghe, không có hiểu nhau nè nghe, hơn thua với nhau từ chút nè. Cái ông giàu này ông ghét ông giàu kia, đúng không? Cứ nghẽ. Rồi
bao nhiêu chuyện bất công xảy ra chỉ có riêng nước Việt thôi, những nước khác không có vụ này. Nhưng mà ngược lại, riêng nước Việt cũng có đại hồng ân. Cha cho cái Thiên Tâm Đạo ra đời bằng tiếng Việt, dịch cho tiếng Mỹ là Thiên Tâm Mism. Hồi xưa lúc mà sư Hồ Tính đặt cái tên là God of Heart, tại vì God là tên cha, Heart là trái tim. Cái sau này không, con cứ để Thiên Tâm, bắt nó học tiếng của mình. Sau này người Mỹ họ cũng họ Thiên đó. Rồi họ muốn chi cứu chữ Thiên là gì thì cứ lật tự điển đi con. Đúng không? Chứ xưa sư Hồ Tính dịch tiếng Mỹ, tại sao mình dịch ngược lại? Là tự vì sau này người Mỹ sẽ nghèo hơn người Việt. Thiên Trump hay là Thiên Biden hay là Thiên Obama gì đó, mày cứ thiên láng hết à. Chứ không có God Obama, God Trump, nghe nó không có thuận cái lỗ tai. Thì nước Việt có đại hồng phước, có đạo thiên, là đạo trời, cũng như họ thôi. Họ cũng gắn cha tối ngày. Bây giờ đụng chút gì mấy cái đài CNN bây giờ nói only God can save us, only God can save us. Mà đâu biết God đang ngồi ở đây đâu, đang đây. Còn coi mấy cái đài TV Mỹ hiện giờ nè, bây giờ bữa nay Putin nổi điên rồi, Kim Jong Un bắt đầu dàn chặn rồi, lên xe tăng đồ lái rồi chùi cái cặp qua ly để mà bấm hạt nhân rồi đó. Only God can save this planet này. Cả cái những người chính trị gia lỗi lạc của Mỹ cũng phải nói vậy. Tại sao không tới đây ngồi nói chuyện với sư phụ, chỉ cần tốt ly Starbucks thôi, sư phụ kể cho mà nghe, sẽ không có cái chuyện mà bom nguyên tử. Và đồng thời cái quả địa cầu này Mỹ sẽ thắng. Mỹ thâu lệ phẩm, trời ban phong thần. Nếu mà ông Trump không vô tòa Bạch Ốc, cả nước Việt mình cũng mệt á. Thật sự con tưởng ông Trump ông đánh, ông nói cho Ray America again hả? Không có. He work for me. Tự gì ông Trump mà lên á là ông dẹp Việt Nam một cái một đó con. Con có hiểu không? He work for us, not for America. Về tâm linh vậy nhưng mà ông không có hiểu. He work for me. Lính có cái đồ á, nhưng mà nói hơi ngược quá không? Từ từ để mày chết mày sẽ hiểu. Cha ở đây, sư phụ ở đây, các vị ở đây, nói thì hơi ngã mạng nhưng mà về tâm linh nó là thực tế vậy. Không có bao giờ vua mà ra trận, để tướng ra trận, để ông Trump ông ra trận. Rồi sau lúc đó Việt Nam xong, Tàu cũng xong, chia 5 xẻ 7. Chúng ta sẽ mỗi người cầm cái cưa về cưa. Cưa hết mấy cái cọng ở trong cọng và khỏi nước Việt. Sẽ không còn tham nhũng hối lộ nữa, không còn bệnh như là giành nhau chức vụ. Tiếng Việt ra đời chỉ kết nạp những thành viên để nặc danh thôi, không có lấy tên thiệt. Cho nên tàu ngầm mà nữa là mấy clip cũ nó rồi, khi mà trước khi ra khơi thì mình bắn pháo bông, mình chào cờ, đánh trống, thổi kèn rồi rum xì beng, phải không? Thì mà tàu ngầm lặng rồi. Bây giờ cái đơn Thiên Việt đâu rồi, bữa nay ngân in nữa chứ. Trong đó không có lấy tên thiệt, cũng chẳng lấy bếch đê ngày sanh gì hết, chỉ là ấy thôi, gặp mặt riêng thôi, để mà mỗi người có một cái chức vụ. Sẽ không có ai bị gì hết. Tất cả họ Thiên mà đọc kinh tu tập vẫn giữ cái thế trạng thái đó. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ nhỏ đó, giờ chết chừng từng hay từng, thì điền cái đơn theo sư phụ Việt Nam thì con vừa là tay phải là gõ mõ Thiên Tâm, nói thí dụ như kiểu cầm tú, tay phải gõ mõ, tay trái cầm tú cầm cây ba ton, tay cầm cây cưa, về cưa gọng kìm song sắt đó là thiên Việt, là Thiên Tâm tay phải tay trái. Nhưng mà bây giờ tay đủ rồi thì nước Việt có phước được cha cho cái đạo Thiên Tâm ra đời ngay ngày vía Quan Thế Âm năm 2017. Nhưng mà thật sự đạo đã ra đời âm thầm năm 78-79. Nhưng mà ngày chánh thức thì mình cứ tính là ngày vía Quan Thế Âm này. Thì hàng năm chúng ta làm lễ vía Quan Thế Âm, không còn biết ngày ta, ngày Tây nó lọt vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, năm gì không biết. Nhưng mà từ nay mình cứ là ở vía Quan Thế Âm là ngày lập đạo, khai đạo. Mình làm gì nè, cái hồi sáng đó, đi thấy cũng đẹp á,
Nhưng mà lần sau thì cũng tổ chức lại kỹ kỹ một chút. Chỉ có cái thì sáng đó là lạnh quá, ai cũng khớp, cha mưa phải không? Ngồi thủ nói ngày qua mấy đứa nghe phải không? Rõ ràng thủ nói chuyện với ông thằng gió, với ông thằng mưa. Ông nói thái tử yên tâm, sao không có mưa? Tôi sẽ ngưng lại mưa, ngưng lại gió. Ông đang ông nhậu mà, ông đâu có rảnh đâu, ông đi làm mưa nữa. Hey, chỉ có Thiên Long Sơn mình mới làm được những chuyện này, mà chú làm cái này cũng nhiều lần rồi. Năm mấy năm trước không có mấy đứa con. Chỗ đang bão mưa mầm. Hey, 2 tiếng thôi. Ông ngưng đúng 2 tiếng. Hỏi chú Mẫu đi, mấy người này hỏi ông bố là những người xưa cúng này vui lắm. Vừa xong, dọn lẹ nghe, nãy ông chỉ hứa có 2 tiếng, y chang luôn. Đúng là 1 tiếng 59 phút là một đống mưa xuống, ầm 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 ầm. Ha, núi mình vậy á. Rồi cha lại thương nước Việt. Bởi vì bây giờ hộ có mấy chục triệu đệ tử âm thầm trong nước, ở hải ngoại 5-7 nghìn người. Nhưng mà giàu cho cả nước Việt là thiên tâm đi nữa, mà không có một cái tổ chức về đảng phái và chọn lọc những người có trí thức để mà lãnh đạo quốc gia, thì cũng đâu, phần đời hộ cũng chưa có thành công. Cho nên Thiên Việt ra đời. Thiên Việt là một chiếc đũa trái, Thiên Tâm chiếc đũa phải, do Thượng Đế lập ra. Người phàm ai không hiểu, mạo phạm, thì trước khi làm cái gì á, người khôn á, nhớ người khôn á, vô minh hay lì lợm thì mình không nói nha. Mà nếu như người mà có trí thức khôn phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không kẻo bị mất xác mất hồn không hay. Mấy ông thần mấy ông dữ lắm. Tại vì các chi vị coi cái xác phàm mình trả ra gì hết. Con nhìn thấy xung quanh phụ từ bà thượng thấy nhiều lắm chứ không có kể. Nhưng mà phạm thượng với cha là không xong. Tại vì ai cũng là con của Thượng Đế mà. Cả Trump, cả Biden, cả bác Trọng, cả bác Tô hay là Thượng cũng là con của Thượng Đế hết đúng không? À, mà con mà không với cha như thế nào? Cho nên phải suy nghĩ. Đế cho ra Thiên Việt và đồng thời Thiên Tâm cùng một người sáng lập tên Phàm, con Thợ Mộc. Thật sự sư phụ không có biết sư phụ họ gì, phải họ Ngô đâu. Tại ngày xưa ông cố mà chồng với cái bào giác Phàm, ông nhiều vợ quá cho nên bà cố mang cái bầu đi lang thang. Rồi cái lấy ông sao á, mang cái họ Ngô thôi, chứ thật sự bộ chả biết bộ họ gì luôn. Cũng chả biết sổ sanh ngày nào tháng nào. Còn cái ngày mà bây giờ trên thẻ căn cước á, là cái ngày nhập trại tị nạn đó thôi. Cho nên Thiếu Nói Chuyện này cũng chả biết năm sanh, ngày sanh, cũng chả biết họ của mình. Chỉ biết là ông Thợ Mộc nuôi mình, sanh cái xác phàm. Người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt, mang họ Thiên Thiên Tấn Kiệt là dưới trần. Ở trên trời sư phụ tên là Thiên Nhãn. Tất cả 12 anh em của sư phụ đều là họ Thiên hết. Sư phụ không dám nói đây, cũng gần gần giống như mấy con vậy, mà có nhiều tên lạ. Cũng là y như chúng ta, Thiên Không. Rồi mấy bà chị cũng là Thiên, cũng nhân thánh mẫu Thiếu Hạnh. Thì người đời kêu là anh mẫu Lưu Hạnh, chứ thật sự tỷ tỷ có một cái chữ Thiên á. Nhưng mà sư phụ không dám nói tên gì. Thiên Hoa, Thiên Hạ này, Thiên Nọ, cũng là Thiên. Một người sáng lập đạo cũng là sáng lập Thiên Việt cùng một người. Sau này đi song song, hai đạo và đời song song. Sau này sẽ có những cái thế hệ sau lưu truyền. Người mà tu dở gọi là dở nhất luôn á. Không có giữ được 12 giới. Chỉ làm một cái giới đầu tiên thôi thì đã là không có tham nhũng rồi. Trong đó là giới tứ ân,
là cũng góp sức được cho quốc gia, làm chuyện lớn cho tại quốc gia rồi. Những cái trường đại học Thiên Việt Thiên Tâm sẽ mọc đầy khắp tất cả trên quả địa cầu này trong thời gian kế tiếp. Nó có mọc lên cũng giống như trường Harvard, trường Stanford vậy, sẽ đào tạo qua những người hiện tại. Rồi sau này họ Thiên sẽ có những vị thầy cũng mang dấu hiệu Thiên, rồi đi dạy lại tất cả các những đứa con họ Thiên có hệ thống đàng hoàng. Một tuần phải làm gì, tháng này phải làm gì, họ bá quan trai, nhưng mà mình không có dùng danh từ đó, mình dùng danh từ khác. Sau này còn sẽ làm một cái process để mà cách tu tập, rồi phải đi nhập thất, phải đi retreat, rồi phải buông bỏ, rồi phải đi làm từ thiện, rồi phải đi cho bớt tài sản của mình, chứ không có thể mà đem vô hộp mà cái đi mua hộp sòn với vàng rồi bỏ vô safety box rồi vô nhà băng là cắt hoài, không có cái đó. Vừa đủ xài còn nhiêu phải đem ra cho bớt những người nghèo đó. Thì họ Thiên có sau này có những cái công thức đó. Trong mắt các con nhìn lại, mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, mặt mụn, mặt láng, mặt nhăn, đúng không? Nhưng mà trong mắt sư phụ á, nhìn nè, tiên, chỉ là mang thân phàm thôi. Chứ thật sự những người ngồi ở đây toàn là không có thấy thú. Con người chúng ta mang thân cùng giống nhau, nhưng mỗi người là bề trong là thú. Rồi có những người bề trong là dạ so đầu thai hay là hồ ly. Nhưng mà trong mắt sư phụ nhìn, bữa giờ chưa giờ có đứa đệ tử nào là gọi là hồ ly hay dữ. Mà mình muốn nhận dạng được những cái người mà trong gia đình mình như vậy đó, thì mình coi cái tư cách của họ đó. Tại vì bề ngoài đừng có theo đẹp trai hay đừng có theo tướng đô con này nọ nghe. Những đứa ngồi hôm nay ở đây đa số là cốt trên, không có ai cốt thấp á. Đức Việt có hồng phúc, có con của Thượng Đế sáng lập đạo và đời để lưu truyền cho nhân loại và đồng thời cứu nước Việt và đưa nước Việt thành một nước sánh vai cùng cường quốc trong tương lai. Con cái nãy về trên dặn dò sư phụ, sư phụ không nói cha cha hoà kỳ, sư phụ nói về trên là mới còn hiểu ai. Thì về trên dạy tất cả họ Thiên kêu sư phụ nói lại với mấy đứa đệ tử là phải giữ vững lòng tin, không có được nôn nóng, cứ đọc kinh ngồi thiền. Tại vì cái sàng lọc có nghĩa là không có muốn cái sự đổ nát chết chóc, không có muốn những cái tòa nhà building đổ nát như kiểu Syria hay là kiểu Palestine á, Do Thái nó tấn công á, ở trên không có muốn vậy. Mình không có muốn Hà Nội giật sập Bắc Hà Đế Kinh á, mình không có muốn là những thành phố mình đổ nát. Thì phải cho bề trên có chút thời gian để mà uyển chuyển, miễn làm sao cuối cùng bất chiến tự nhiên thành là mình ok. Chứ còn mà dùng súng đạn bắn qua bắn lại nó sẽ đổ nát thành phố. Một cái building, một cái trái quả tiễn rocket mà nó vô cả mấy chục năm sau, trăm năm sau chưa xây được. Cho nên sư phụ, những cái đó là tài sản quốc gia, mà khi nằm trong nước Việt đó là tài sản của nước Việt. Mình không có muốn Trung Cộng nó bắn vô nước mình. Mình phải từ từ quá, chứ không có gấp được. Mấy vị cũng còn ít, nhưng mà mấy con cứ lấy đồ ăn vô chia ăn đi. Ở đây mấy đứa local dùng này, nhớ mang đồ ăn về giúp. Cái đó là cảm ơn.
mà đồ của mấy vị thần thánh dùng, mình dùng là mình có phước. Ở đây này này, hầu trên này không có vong linh nha, núi thánh địa không có Phật với Bồ Tát rồi mấy gì không, làm đồ mấy gì mình có phước. Cho nên mấy đứa ở San Jose á, biết Trinh nó có chuẩn bị bịch nước xanh bịch gì giùm quá trời luôn. Mấy đứa ở xa, những đứa bạn khác bỏ thời gian qua đây mua cái vé qua đây, còn thấy cũng đau lòng giùm á, tại giá cũng 700.000 đúng không, rồi mấy con bỏ mấy ngày làm việc đúng không, ở đây còn ở khách sạn này nọ, tệ tệ cũng 2-3 nghìn, mất định cơm cũng 20.000, nó cho 5.000 đi. Nhưng mà mấy con đừng có tiếc đi. Về đây á, cha nãy á, là cha đã ban phát hết, các con sẽ mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn cả năm nay luôn, mấy năm sau nữa. Cho nên cũng đáng lắm á. Đáng không? Thôi về, sư phụ thấy ngoài kia có những người rất là vô minh. Có những cái buổi ca nhạc ở đâu, Singapore hay Thái Lan, mà từ ở Mỹ bay về, tốn tiền hơn mấy con gấp 3 lần. Chỉ vô đó ngồi nghe ca rồi cái vậy thôi. Ngồi ở đây gần sư phụ, thì sư phụ không có tài hoa ca giỏi, nhưng mà ít nhiều á, bảy dòng hào quang ở sư phụ á, cũng làm mấy con bớt đói bụng một chút. Ở cái núi này biết bao nhiêu đủ loại bệnh. Mình baby leo cổ trong linh nhí á, mình quên á, mình giết nó phải không. Rồi những năm đầu, những đệ tử gần đây nè, nhiều đứa bị, bây giờ đứa nào ở đây cũng tươi tỉnh. Ai mà bị cái đó rồi cả đời không bao giờ giàu nổi, không bao giờ ngóc đầu. Rồi nó heo nó báo oán, trời ơi làm ăn không khác, về đây cũng hết. Rồi là bây giờ biết đọc kinh nè, tôi thấy nhiều lắm. Rồi biết lại Phật nè, lại cha mẹ nè. Rồi bây giờ mình có một cái đại gia đình nè, mỗi đứa có nạn thì những đứa khác lăn xăng lo lắng, có lo còn hơn là chị em ruột nhà nữa. Rồi mình cũng có cái mái nhà nè, cái mái nhà Thiên Long Sơn là mái nhà chung, nó không có riêng có ai hết. Chỉ có ăn cái là huynh đệ tỉ muội đứa thì làm nhiều, đứa làm ít. Đứa thì tu tập nhiều, đứa tu tập ít. Cho nên cũng còn chút xíu sự hơn thua phải không? Nhưng mà quy tắc của Thiên Thắng Kiệt này 3 ngày là quên, xù thua là quên. Chỉ có những đứa đệ tử mà không có chịu tu tập, mà cứ chạy theo đông đông để vui á, để náo nhiệt á, rồi không có hào quang sáng, rồi bị sư phụ né, rồi không có thần lực. Tại vì đọc kinh với mình là sám hối á, tự động mình có cái bản lĩnh, có cái lực, không có gì phải sợ chứ không. Thụ bình thường không phải là thái tử, là chúng ta là bạn bè anh em thôi. Ở trên trời chúng ta cũng là anh em, xuống đây chúng ta cũng là anh em bạn bè, chẳng qua là cái đạo thì hộ lập đạo thì con kêu thủ sư phụ cho sao, chúng ta là bạn bè, trên trời cũng bạn bè. Nhưng mà những đứa nó không có chịu tu, chỉ theo đông đông cho vui á, thì nó không có cái lực, sư phụ nhìn không có thấy hầu quan, cái thần thức nó bị yếu á, sư phụ né, càng né chừng nào á nó càng sợ chừng đó. Cái thời thụ giận nó thật sự không có giận, né là để cho biết rồi tự thay đổi đi chứ bình thường phải không. Rồi cái giờ biểu sư phụ phải làm sao vậy? Tự con phải tự tu chứ hồ đâu có thể biến cho con có hào quang sáng lên được đâu. Hồ đâu có thể biến cho con ghen dạ lên được, đúng không? Nhưng mà nếu mà nắm cái quy tắc, nếu mình không có cái lực tu, phải nắm cái quy tắc. Quy tắc thứ nhất
qua 3 ngày không có được nhắc chuyện cũ, không cần biết. Thứ hai, có gây lộn cũng không có được lớn tiếng và nói những cái lời xâm phạm nặng như người đời. Chúng ta không giống như người dưới thế gian. Bây giờ mấy con mà gây lộn đây, về trời gây lộn nữa, ở trên đó mấy chư thiên sao chịu nổi, hiểu chưa? Thứ tư, không có được mượn tiền của nhau. Trong hội thiên chúng ta không có tiền bạc bạc. Rồi thêm một cái nữa, không có được hỏi chuyện cá nhân của nhau. Cả những đệ tử gần gần nên nè, giờ hỏi tuổi thù còn chả biết nữa. Giờ Kim Bản không mấy tuổi thù cũng đâu biết đâu. Giống như Khanh rồi nè, chú đâu có biết. Chú chưa bao giờ hỏi chuyện cá nhân, vậy phụ cũng không có xen vô chuyện cá nhân thế nào. Trừ khi á, ví dụ như sắp sửa lấy thằng nào, hay là mới cặp bồ với thằng nào, muốn trao phân gửi phận cho thằng đó, không biết nó là hũ mắm hay là hũ vàng phải không, thì sư phụ cũng chẳng có ghé anh qua vô mấy vụ này. Sư phụ thường giúp mấy đứa, thì sư phụ chỉ là người thông dịch thôi. Sư phụ nhờ mấy vị trên trời lập cuốn sổ ra, không xong hay là thăm ấp hay thăm đau thôi, thì tự động mấy con chọn, chứ mấy vị cũng không có nói mà không có đi kết quả. Mấy vị không bao giờ nói, mấy vị nói là hai người phải tu tập mới sống được. Thì mình nghe cái đó mình quải rồi đúng không? Có những đứa ở đây hiện giờ nè, ngồi trước mặt sư phụ luôn á, là đúng ra phải chia tay, mà vì gần sư phụ, sư phụ có dùng cái lực xin lợi. Không phải con đâu, con lạ quá, sư phụ đâu, con đâu tới. Con sò nhưng mà con ít qua đây lắm. Sư phụ nói, lâu qua thì sư phụ đâu nhớ. Sư phụ nói mấy đứa ở đây nè, những đứa nó hết duyên, nhưng mà sư phụ xin được. Mỗi lần xin vậy là sư phụ phải về nhà gây lộn sư mẫu cái ngày á. Tự động cái duyên của sư phụ nó bị mẻ đúng không? Có nghĩa là bây giờ con cho vàng thì cái hũ vàng của con nó bị giật xuống, con cho tiền thì cái tiền giật xuống, con cho máu ai thì máu con nó bị bớt đi đó, và con cho con cứu duyên người ta thì sư phụ cũng bị vậy đó. Cái luật của cái thế gian, luật ngũ hành nó phải có, chứ không phải ỷ mình là Bồ Tát sống mà muốn làm gì làm đâu con. Chờ xin người ta Covid, mấy vị nói ngài sinh bữa giờ mấy nghìn người, ngài phải bệnh Covid. Đừng có tưởng Bồ Tát không bị Covid, sinh là phải bị. Thế sao làm sao mà bị Covid được? Mà bữa mấy vị cho cái Covid để cho biết là ném mùi của thế gian phải không? Giờ mình muốn đi vô cúng gà thì mình phải biến thành con gà, phải biết ngửi cái mùi phân của gà chứ. Chứ những cái đệ tử xung quanh mà sư phụ giúp nhiều mà sư phụ không có làm nói. Phải thương nhau, phải đoàn kết. Và đồng thời những đứa đệ tử ở xa đó, lâu lâu tới đừng có chấp, là tại vì những đứa ở gần đó, nó mà không có chân con nhìn thấy đi. Đứa nào mà có cặp mắt và có cái trí tuệ đó, nhìn đi từ cái bông, từ cái hoa, từ cái bàn, từ cái trưng bày. Nếu không có một đống bàn tay của những đứa ở gần sư phụ làm, mấy đứa con đâu có cái cảnh này. Mấy con đâu có được mà gần với Thượng Đế hay Phật đâu, hiểu không? Thì mấy con phải thương những đứa ở đây. Nhưng mà có những đứa ở đây, những đứa nó nhiều khi nó lỡ nói một hai câu vậy đó. Ai làm có một câu chuyện, người đó cũng người thân cho phụ. Bà nuôi một bà mẹ già từ nhỏ tới lớn, nuôi nó đã hy sinh không lấy chồng luôn. Để lấy chồng sao mà nuôi bà mẹ bị handicap. Đi restroom, rồi nấu ăn, rồi thay đồ, rồi đi chợ. Tối ngày cứ nuôi bà mẹ, rất là cực. Rồi lâu lâu mấy anh chị cuối tuần về nhà ăn uống chung, thì thấy bà này nhiều lúc mấy làm gì đó, cái tánh gì đó, trong kiểu thiên hải tánh gì, nhưng mà tánh thiên hải tốt. Thì cũng gần giống tánh, tại cái chị đó thù biết. Là bị mấy bà chị, mấy ông anh đó nhìn, mày hổ với má. Mày làm gì mày gạt cái tay má gì, đại cái chút bắt lỗi. Con nghĩ người nào sai? Cứ không có nuôi một người, không có nuôi một ngày nào, không có gần gũi mẹ. Mà lâu lâu tới cuối tuần ăn uống, rồi thấy một đứa em mình nó cực khổ nó nuôi, mà lỡ má ăn nhiễu nhão rồi cái quẹt vậy đó, rồi cái bị mấy anh chị kia lên án. Rồi bà buồn, bà sống cô độc. Câu chuyện đó, một người chả hiếu nhưng mà gần quá cũng có những lúc
người ta giống như một nhà với Linh giống như mấy đứa gần đây gần cho phụ á, nó cũng có những cái thái độ đó. Bằng những đứa ở xa Việt Nam mà coi như phụ giống như Phật sống không, còn mấy đứa ở đây thì có những đứa chùa biết. Thì cái chuyện của cái người chị này nè, phụ không dám nói ta là thiệt á, nhưng mà cuối cùng bả là người có hiếu. Còn những người lâu lâu một tuần tới á, chỉ thấy thôi là nghĩ là mình có hiếu, mình la hét âm sực, thử mà đi nuôi thử một ngày đi biết. Cho nên mình họ thiền khi tu á, mình phải có cái tầm nhìn xa và bao dung. Không phải lâu lâu mình về đây Thiên Long Sơn đi ông thổ rồi cái mình thấy mấy chuyện chút chút ở đây, ở bất cứ tổ chức nào đều có vấn đề. Chỉ có tổ chức Thiên Tâm chúng ta là ít vấn đề nhất đó, mấy con có biết không? Thôi à, từ ở đây tới Houston, mấy đứa đại tử Houston không có hụt, nó còn ngoan hơn nữa. Nó bển làm ngày đêm tới 9-10 giờ luôn á, rồi nó cũng đoàn kết, nó cũng ăn uống chung rồi nói. Nè Tú, mình bển qua là kỳ này Houston không có qua nhiều. Mà con thấy Houston thương nhau. Ở đây cũng vậy. Cho nên họ thi chúng ta ở khắp tiểu bang hay là ở vòng vòng đây đều là họ thiên hết. Một năm á, ít nhất á, con có bận kiểu nào tiền bao nhiêu cũng không bao giờ đủ, chỉ mất vài ba nghìn để mua cái vé mấy trăm đi du lịch về đây để tắm rửa cái linh hồn của mình, gặp được cha, gặp được Phật, gặp được huynh đệ tỷ muội. Đó là một cái diễm phúc, một cái ân huệ của cuộc đời của mình. Còn hơn là quanh năm suốt tháng mình chỉ làm nô lệ đồng tiền, mình không có cho cái linh hồn mình một chút thoải mái. Lâu lâu mấy con về đây 2-3 ngày giữ những buổi lễ này rất là đáng. Thụ khuyên những họ thiên ở xa đó, có bận kiểu nào năm nay thì vậy, năm sau năm nào cũng đông hết, nhưng mà tại thụ không có dám kêu gọi. Tại cái núi của mình hiện giờ thoát kinh đồ đó, nó còn bị restriction đó. Để năm tới thụ lên kêu về đây để làm chi? Để cầm cái nhang khấn cho cha mẹ, khấn cho mấy chư Phật. Mấy vị đang đứng đó, mấy con nói cái gì mấy vị nghe hết luôn á. Đây là cơ hội duy nhất một năm một lần để mà gặp Thượng Đế, gặp tất cả và tất cả các vị thần đánh linh thiên trên trời, mà tất cả các tôn giáo trên quả địa cầu này tôn thờ đều quy tụ ở núi Thiên Long Sơn hôm nay. Chú Phụ là con duy nhất của Thượng Đế suốt trần thời nay lập đạo. Không có người thứ hai trên quả địa cầu này có khả năng làm những buổi lễ này đâu. Tuy chúng ta còn ngồi đây băng đá, đất đai, cảnh hoang sơ, nhưng mà chúng ta không có hoang sơ. Chúng ta là thứ thiệt trên tất cả những thứ thiệt. Trời Phật không có cần những nơi sang trọng, không có cần tòa thánh Vatican cao nhiều nhiều, những cái nhà thờ đẹp lộng lẫy cẩn vàng trong đó. Cha của mình đứng ở đó với một cái sàn gỗ. Hồi nãy sư phụ ngồi thiền á, mấy vị đi cái miếng dán nó nhúc nhích luôn, rất là đông. Rồi mấy vị đó thăm sư phụ, nãy sư phụ ngồi thiền đó. Khi mà lên nhang rồi, tất cả mấy đứa con chỉ đứng dưới thôi, không có đứng trên đó, chỉ có mình sư phụ với sư mẫu được. Tại vì mấy anh chị em của sư mẫu ở trên đó, với mấy anh chị em của sư phụ với cha mẹ, với mấy chư Phật ở trên đó. Nhưng mà lúc trước sư phụ không có biết cách làm này, mấy chị dạy nha. Rồi cái bàn hồi nãy, cái bàn ngay đây nè, ở thư viện mỗi người khấn á, mấy vị kêu khấn. Mấy vị muốn trả ơn mình, mấy vị biết mấy con tốn công là làm buổi lễ này đi chợ mua đồ cắm hoa thế này nọ, thì mấy vị hưởng lòng thì mấy vị phải trả lợi lại, thì mấy con cứ khấn gì thì sẽ được đó đó. Ví dụ như đứa nào con cái hay là sắp bị bệnh tật gì vô nhà thương á, khấn. Những người đổ đường đi từ đây qua tới Ấn Độ 2-3 tuần,
Bởi bởi Ấn Độ con phải đem mấy thùng mì gói trên cái bát phạt sư phụ đi rồi, không có nhà hàng nào cho con ăn. Đi 12, 13 tiếng lái xe, đường nó bụi mịt mùng, chẳng có đồ ăn nữa. Cho nên đi Ấn Độ phải đem mì ly theo hay có. Sáng mì ly, chiều ly mì, trưa mì gói. Cứ thế mà hết cuộc hành hương đi tìm Phật. Trong khi Phật ở đây bay máy bay một cái dù, ở khách sạn có tiện nghi đầy đủ, rồi Uber lên Thiên Long Sơn rất là dễ mà không chịu đi. Mà cứ đi qua Ấn Độ hành hương, trời ơi, đi kiếm Phật đó. Phật ngay đứng đây nè. Đó là một cái lịch sử thôi. Còn muốn kiếm Phật sống thì đang ngồi đây nè. Cái hội là Phật, Phật nhí. Tại cha đã thành Phật, cha dùng thần thông, mẹ dùng thần thông tạo ra cơ thể của sư phụ ở trên trời á, những vị Phật, những vị thiên trưởng khi có thần thông cao sanh con được đàn ông á, thì sư phụ được sanh gọi là quá sanh, thì cha cho một chút dũng, chút trí, chút bi. Cho nên trong cuộc đời sư phụ á, ghen lắm mấy đứa này thấy mà. Những năm sư phụ chạy holiday và sanh cái tướng có 100, lúc giới sư phụ có 150 pound mà chạy chiếc xe nặng 3.000 pound mà mấy lần té đó sư phụ chụp chiếc xe luôn. Tại sư phụ đội helmet lên mà lái chiếc đó ngoài freeway con nó rầm rầm đó con à, nhỏ xíu mà chạy. Sau này gặp sư mẫu, anh mà chạy này chắc tôi sẽ là quả phụ cô đơn. Hỏi bãi đi bãi rồi. Bà nói anh mà chạy tôi ngày nào bà cũng khóc, anh đừng bỏ. Đó chứ thù có 5 chiếc Harley thù chạy, nhưng mà đường đâu biết mình là Việt Nam đâu à, cho hết tặng. Giờ còn chiếc trong hãng. Thù xưa từng lái xe đua chạy 200 mai giờ. Trời thái tử xuống trần tưng lắm. Thấy cái dũng nó quá mạnh đó. Mình muốn làm gì cho nó thử đúng không? Nhưng mà xuống đây mấy gì không có cho dùng thần thông để mà thay đổi cục diện. Mấy gì chỉ cho sư phụ dùng trí tuệ của người bình thường, gọi là trí bát nhã. Trí tuệ khác, trí huệ khác. Trí tuệ là do mấy con đọc sách, nghe đài, mình hiểu. Còn trí huệ là do mấy con phải ngồi thiền, quán chiếu. Quán chiếu soi nội tâm, có trí huệ. Thì dùng cái đó để mà độ chúng sanh, dùng những lời lẽ. Lời lẽ lớp 4 đâu có bao nhiêu. Trở lại câu chuyện mà hồi nãy tôi đọc sớ đó. Nếu mà nước Việt mà biết được có một thiên tử xuống trần, tiếng Việt không rành mà hôm nay như vậy, họ phải ngạc nhiên á. Họ phải giật mình á. Đâu phải là học giỏi nói chuyện lưu lót như Bác Ngạn hay là những người trên đài là giỏi đâu. Cái đó là học thế gian. Còn sư phụ là xuất thế gian, thiên tài trên vạn thiên tài, nó khác. Mà mình nói thì những cái người học giỏi nhiều á, thủ có mấy ông anh hồi xưa học rất là giỏi, bằng master làm kỹ sư đây, mà làm gì á cũng phải đọc mở lon đồ hộp á cũng phải đọc instruction. Thì đó, học giỏi chừng nào thì Đức Thầy nó càng ngu chừng đó. Chấp theo chữ nghĩa thế gian. Sư phụ cả hai. Trở lại những cái thiên biệt, những người mà gia nhập. Nếu mà ai mà bị chấp, họ sẽ bị mất cơ hội đời này. Và họ khi họ chết đi, họ mang theo những cái kiến thức vô giá, chôn dưới đáy mộ. Và cũng chẳng đi tới đâu hết. Đó là gì bị chấp, còn ngăn ngại, nghi ngại. Nhưng mà thôi đã tìm mọi cách để cho họ bớt có nghi ngại. Ở trên trời thì hồ sống rất là sung sướng. Hồ cũng không có là một đứa con có hiếu với Thượng Đế, với cha mẹ. Xung quanh biết bao nhiêu người thương. Mấy vị thường xuống thăm sư phụ kể chuyện. Sư phụ không cần thiết cái gì ở thế gian này.
Cho nên những cái gì Thụ đeo trong người hồi xưa đó, lúc mà thời đi tu năm 2007, Thụ cho hết, cả chục cái đồng hồ Rolex Thụ tặng hết, cả ngàn ao vàng Thụ cho láng hết. Thụ không có mê đồ thế gian, nhưng mà ngược lại Thụ biết hết. 7 sao Thụ cũng có từng ở, đồ ăn 10 sao cũng ăn luôn, cái gì cũng thử. Rồi ăn cơm nước lạnh cũng vậy, nhưng mà khi vô người nó chẳng có sao nào, cái sao không có chấp, tức là đồ mắc tiền siêu cỡ nào cũng giống như là cơm chán nước lạnh thôi. Vậy mới là khó làm. Tôi không có chấp bất cứ cái gì hết, quan trọng là mình không có chấp thì xài sáng hay là xài bình thường nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ là một cái phương tiện trong mắt Thụ, là một cái phương tiện thôi, nó không có gì gọi là đặc biệt hết.